Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của bạn nhiều sức khỏe và được có nhiều thành công trong công việc như là cuộc sống. Ngày hôm nay mình có một cái xe tải nhỏ, gọn, rất là xinh mang đến cho anh em, quý khách hàng của bạn được trong video ngày hôm nay. S-Ray-M. Tải trọng của nó là 930 kg anh em. Xe cũng còn lan can lắm, đời 2021 nha. Đó, với mức giá bán khởi nghiệp cho anh em 175 triệu nha. Đó, thùng không dài 2m7, chiều ngang là 1m430, chiều cao là 1m420, phiên bản thùng vàng, đăng kiểm còn dài, niên hạn sử dụng là 2046, năm sản xuất là 2021 nha nè, 930 kg, khối lượng cho phép tham gia giao thông toàn bộ của nó là 2 tấn 1, khối lượng bản thân là 1 tấn, khối lượng cho phép chở hàng hóa là 930 kg, phiên bản thùng vàng tiêu chuẩn là giờ cao, đường kính mâm là 13 inch nhỏ 5.5. Động cơ của nó là một cái xăng, nguyên tích xăng của nó là 1,5 L, công suất đạt 80 kW tận 2, máy xăng nha nè. Nó dòng SRM do nhà máy Đông Ben lắp ráp và sản xuất nè. Vô lăng trợ lực điện nhẹ nhàng, ghế bục da hai chỗ ngồi, 5 số tiếng một số lùi, máy lạnh đầy đủ, xe zin toàn bộ, đẹp lan can luôn. Đã 2021. Với mức giá bán cho anh em quý hàng cùng các bạn là 175 triệu, có thương lượng mạnh cho anh em xem xe và trải nghiệm xe bên mình. Lưới tay nhiệt rất rộng, cụm đèn pha halogen thiết kế rất là sắc sảo và rất là đẹp. Xe còn đăng kiểm nha, đăng kiểm nha, 175 triệu, bao rút hồ sơ gốc cho anh em quý hàng của các bạn, có thương lượng thì em đây trực tiếp này xem xe cho người ngoài thử. Mọi thứ xe đều nguyên bản nguyên zin của nó hết, xe đi được có 20 mấy ngàn km anh em, gần 30 ngàn. Thùng các bạn rất là đẹp, sexy, bao bì vô cứng, mọi thứ đều rất là ổn định. Cảm ơn em quý hàng của bạn đã theo dõi cái video bên mình. Xin chào, hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.